Dạ vâng, shop Bẫy Chim TV xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác nhé. Đặc biệt là các bác có niềm đam mê gác chim cu nhé. Thì hôm nay em cũng làm một cái video ngắn để giới thiệu những cái sản phẩm lụp gác cu gáy mẫu Thái Lan, form Thái Lan mà bên nhà em vừa rồi là nhập hàng rất là nhiều các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết, giới thiệu chi tiết để cho các bác cùng theo dõi các bác nhé. Nếu mà bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái sản phẩm lụp bẫy chim cu gáy á, thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng bên nhà em thì bên nhà em ship hàng COD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì không để các bác đợi lâu, thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái lụp cu Thái. Đây ạ, trên tay em là cái mẫu lụp cu Thái, mẫu lụp form của Thái, hàng Thái Lan các bác nhé. Thì cái mẫu lụp này ạ, nó gồm hai cánh và cái phần đựng con chim bổi của các bác ở trong này. Thì cái cầu tử của nó thì bên nhà em đã buộc sẵn vào như thế này rồi nhá. Khi mà các bác mua về, các bác tháo ra là các bác lắp vào cái lan này. Thì tháo lắp thì rất là dễ dàng thôi các bác nhé. Tháo lắp rất là dễ dàng, mà khi các bác nào mà đi đánh ấy, thì các bác bó lại như thế này, vận chuyển các bác cho vào ba lô hoặc là các bác treo thì rất là dễ dàng, rất là dễ vận chuyển các bác nhá. Thì cái phần hai cánh này bên nhà em làm bằng lan phi ba, lan inox phi ba các bác nhá, inox phi ba. Và phần lưới này thì bên nhà em là cũng vào lưới hoàn toàn bằng tay các bác nhá. Lưới thì cái sản phẩm, cái lô này thì bên nhà em là lưới ghi làm sản phẩm bằng tay. Còn cái phần khuyên của cái mẫu lụp này thì khuyên là được làm bằng khuyên đúc nhá. Khuyên đúc này đã được vào thủ công rồi, rất là đẹp này các bác này. Thì cái bộ sản phẩm này, đi theo bộ sản phẩm này, nó gồm có móc trên và móc dưới các bác nhá. Bộ phụ kiện gồm móc trên và móc dưới. Còn cái chu vi của cái chu vi của cái khoang để mà đựng cái con chim cu gái này á, thì nó là 25 cm các bác nhá. Thì những cái con cu gái mà có cái lông đuôi ấy, vừa phải thì là đựng vào cái lồng này rất là phù hợp các bác nhá. Đựng vào rất là phù hợp này. Thì cái lồng này bên nhà em là hàng inox các bác nhá, hàng inox và phụ kiện kèm theo của nó thì là gồm móc trên và móc dưới như thế này các bác nhá. Khi các bác mua hàng thì các bác nhận được móc trên và móc dưới như thế này nhá. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu về cách thức hoạt động của cái lụp này các bác nhá. Đây là cái lụp mà em đã dở ra và em đã gắn cầu tử vào rồi các bác nhá. Có thể là khi màn hình nó bé quá thì các bác là không thể quan sát hết được nhá. Khi các bác dương bẫy lên thì nó sẽ hình bẫy nó sẽ như thế này các bác nhá. Gồm hai cầu tử hai bên này các bác này. Và cái lưới nó sẽ được móc vào cái ngàm của cái cầu tử các bác nhá. Khi mà con chim nó bay nó đậu vào đây ạ, thì sẽ bị cái cánh lưới này nó ụp lại và nó gói con chim lại thành một cái túi các bác nhá. Nó gói thành một cái túi này. Cái sản phẩm này thì rất là nhẹ thôi các bác nhá. Khi các bác mua về mà các bác đi đánh ấy, thì các bác có thể cho vào ba lô hoặc là có thể là treo thì rất là gọn nhẹ. Cộng thêm vài cái túi bồi thì các bác có thể là đi kiếm chim mồi, đi kiếm chim cu gái chơi rồi các bác nhá. Thì khi mà con chim nó nhắm vào cái cầu tử này ạ, thì là cái túi nó được phật. Nó phật và nó sẽ thu như thế này này. Nó sẽ thu như thế này các bác nhá. Rất là nhạy, nó sẽ thu thế này và cái con chim nó sẽ nằm yên trong này. Khi mà con chim nó bay và nó đậu vào cái cành này ạ, khi con chim trong lồng này nó gọi đến thì con chim nó bay và nó đậu vào cái cành này ạ. Khi mà đậu cái cành này thì là cái cầu tử nó sẽ bị sập xuống. Và khi bị sập xuống thì cái con chim ấy nó có xu hướng là nó sẽ bay nhảy lên và nó sẽ kéo cái lưới này thu lại thành một cái túi như thế này các bác nhá. Cái sản phẩm này thì bên nhà em bán hơn 1 triệu các bác nhá. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về cái lụp cu Thái, cái lụp cu form của Thái các bác nhá. Lụp cu form của Thái. Thì đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.